Rộ tin Ngô Diệt Phàm bị giang ma giai đoạn 3, mẹ bị cảnh sát bắt giữ. Tối ngày hôm qua, mạng xã hội xứ Trung xôn xao thông tin được cho là Ngô Diệt Phàm lộ ảnh bị chùm kín đầu, chân đeo còng điện tử, bị hai cảnh sát đưa đến một bệnh viện khám da liễu để điều trị giang ma giai đoạn 3. Nhiều netizen cho rằng, so sánh với vóc dáng và chiều cao thật của nam ca sĩ ngoài đời, thì người đàn ông trong ảnh giống với Ngô Diệt Phàm tới 80-90%. Dân mạng còn soi ra được cả bác sĩ phụ trách ca ngày hôm đó là Luân Văn Huy, chủ nhiệm khoa da liễu và các bệnh lây qua đường tình dục như giang mai. Trước đó, nhiều netizen cũng tinh ý phát hiện ra trong một chương trình, sau gáy của Ngô Diệt Phàm có một vết đỏ, nghi ngờ là dấu hiệu của bệnh giang mai giai đoạn 2. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho biết đây chỉ là hình xăm tạm thời trong một dự án âm nhạc có tên 20XX Club. Mặt khác, một blogger tại diễn đàn Duvan bất ngờ chia sẻ thông tin mẹ ruột của Ngô Diệt Phàm cũng bị bắt vì cố tình bao che cho con trai. Trang Kiêu Kiêu nhận định, nếu như tin đồn là đúng sự thật, điều này có nghĩa mẹ ruột của Ngô Diệt Phàm biết rất rõ về những hành vi sai trái mà con trai đã gây ra. Lần cuối cùng netizen thấy mẹ của Ngô Diệt Phàm xuất hiện là vào ngày 17 tháng 8, sau khi tin tức Ngô Diệt Phàm bị bắt được công bố. Điều này khiến nhiều người tin rằng bà thật sự đã bị bắt. Hiện tại cả hai sự việc trên đang gây sốt trên mạng xã hội xứ Trung, tuy nhiên vẫn chưa được xác thực.